Nhiều người đã phải khóc khi nhìn những hình ảnh này. Bởi tiếng khóc đầu đời của em cũng chính là giây phút người mẹ sẽ đi vĩnh viễn. Đứa bé vừa tròn 1 tháng tuổi đã mồ côi mẹ. Cha của bé, anh Duy Tiên, đang phải đối mặt với sự mất mát người thân và lo sợ rằng đứa con gái nhỏ của mình một ngày nào đó sẽ biết là không còn mẹ. Khi cơn bão Covid-19 kéo tới vào những ngày tháng 9, cả 4 thành viên trong gia đình đều trở thành F0. Ngày đứa trẻ này về với gia đình sau 1 tháng tìm lại sự sống ở bệnh viện, thì cũng là ngày bàn thờ của mẹ được lập tạm tại căn phòng trọ nhỏ. Nơi đây em được gặp cha, gặp anh, chị và những người thân. Căn nhà thuê trọ ngày nào còn rộn ràng tiếng nói cười trò chuyện. Hôm nay là không khí im ắng và sự nghẹn ngào trong nước mắt khi nhắc về mẹ của đám trẻ. Đại dịch đi qua, hàng nghìn đứa trẻ bỗng trở thành mồ côi. Tại thành phố này, hơn 1.500 đứa trẻ mồ côi giữa đại dịch là từng ấy nỗi đau, không gì bù đắp nổi. Rồi đây, bằng những chính sách, bằng sự quan tâm của các cấp, các ngành, các tổ chức, chắc chắn những đứa trẻ mồ côi vì dịch bệnh COVID-19 sẽ có chỗ nương tựa, sẽ được quan tâm, chăm sóc đủ đầy trong hành trình nhiều chông gai phía trước. Nhưng với những đứa trẻ này, vẫn có một khát khao, đó là hơi ấm tình thân. Đốt hương đi con. Anh ở chỗ nào đó? Em ở gần chỗ xã Thiên An. Gần nhà anh Bường á hả? Anh Bường à, đúng rồi. Nhà chỗ đoạn nào đó? Em chỗ cao Phước Hội á. À, ở là thôn 6 à? Thôn 4 chứ. Thôn chứ. Dạ, thôn này xem hoàn cảnh quốc tế. Xong rồi, có đi đâu? Con lợi ơi, con lợi nè. Tên cuốn, tên gì? Học được thôi. Có.
Từ từ con gái, từ từ con gái, từ từ con. Trai ở quê thấy bé nhỏ em chưa thân nhà đang ở học ở Quảng Nam Đà Nẵng á, nhưng mà học online ở nhà, đang ở trên Thành Hồ. Chắc em nhờ anh một cảnh thôi cho nó thấy em. Con gọi anh lấy. Dạ, con gọi. Thằng lấy điện thoại của chú gọi này. Thằng không nghe máy đó không? Đây rồi con ơi, đây phải bố gọi rồi. Con bỏ máy của con xuống đi. Bỏ ra đằng sau. Anh sợ lỡ đi 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 giúp bà đi chợ á, đi chợ giúp bà nội để bắt giờ để hai đi chợ. Thank you.
Chợ nó sẽ lấy đồ ăn á.